Thời gian mà bị khoảng tầm một năm ấy thì nó có nhức dữ lắm không anh? Lúc đấy nó chỉ có cái động vuốt 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 và ngứa, Ngứa. bây giờ nó vẫn ngứa, nóng và ngứa. Đó. À, lúc đầu thì không buồn, là những bạn bè trước chơi với mình đấy gặp mình thì không nhận ra mình rồi. Dạ. Mà những đứa cháu nó gặp mình nó cũng sợ mình, nó học xong là trước bác không giống theo, giờ bác xấu thế, không phải bác mình nó còn nói thế, Ơi. vì cả thật là lưng hết ạ. Dạ, đây đây mấy phần. Phần lưng là phải nói là nó không còn cái gì luôn cả nhà ơi. Dạ em Cảnh xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì em Cảnh đang có mặt tại Vị Xuyên, Hà Giang. Thì đêm hôm qua là em có tá túc và em có livestream cho cả nhà mình được biết đó. Thì đêm qua thì em có thấy anh Sơn trong đây và được biết là anh bị nổ bình ga và hiện tại thì cơ thể anh bị bỏng rất là nặng luôn. Thì câu chuyện của anh như thế nào thì chắc là hôm nay trời sáng trước khi mà em rời khỏi đây thì em sẽ mời cả nhà cùng vào bên trong và cũng như là tìm hiểu về câu chuyện của anh. Thì em mời cả nhà cùng đi theo chân em nha. Dạ em chào anh Sơn. Dạ. Mình ngồi đằng, đằng kia đi anh. Ngành kia đi cho nó cho em để cái máy để mà bắt chuyện mình cho nó dễ. Em gửi cái mic cái. Dạ. Thì đêm qua em tá túc nhờ nhà mình á thì em có nghe được cái câu chuyện của anh nhưng mà đêm qua trễ quá cho nên là cũng không có tiện, mà sẵn hôm nay thì em ghi hình lại thì anh có thể chia sẻ cho em với lại khán giả trên kênh của em biết là hồi xưa là như thế nào mà mình bị bỏng nặng như vậy anh. Vâng, em tên anh gì? Em tên Cảnh à. Anh Cảnh à? Dạ. Em xin chào khán giả của video của anh Cảnh nhé. Em cũng là hai không năm 2019 rồi. Em cũng vì đồng tiền em xuống Hà Nội làm đấy. Dạ. Em đi làm ở dưới Hà Nội thì số không may em bị nổ ga. Dạ. Nổ ga xong là lúc em nổ ga không là em được hôn mê được 16 ngày. Hôn mê 16 ngày. 16 ngày. Lúc đó anh có biết là mình bị bỏng bao nhiêu phần trăm không anh? Tại em thấy cơ thể anh hầu như là từ tay tới ngực và mặt đều đều bị biến dạng hết á. À, có ạ. Em đi vào trong bác sĩ khám, bác sĩ chuẩn đoán là bảo là 90% ạ, 95%. 95%. Ui rồi, vậy là toàn toàn cơ thể luôn. Cơ thể luôn ạ. Vâng. Khá là nặng luôn. Em thấy là tay, cả nhà cũng có thể thấy là tay của anh và người của anh hầu như là khắp khắp Vị cơ thể luôn. Là sau 16 ngày đó thì là mình được điều trị khỏi hẳn không anh? chưa Chưa luôn. hôn mê 16 ngày Hôn mê không là đã 16 ngày rồi. vâng ạ. Xong là ông chủ nó chứa, nó gọi là mất nhiều tiền quá nó bỏ ạ. Chút mất nhiều tiền quá là người ta không chữa trị nữa. Nó bỏ Dạ. bỏ mình được 3 ngày không có thuốc, gọi như là không không có thuốc là không không, không sống được nữa. Dạ. Về câu chuyện là như thế, nhưng mà xong là lúc em đi làm em quen được một người bạn dưới Hà Nội kia ship hàng Grab, em Dạ. thấy em làm không gian, xong là bạn đấy viết em bị bỏng, xong là bố em xuống, em bố em mới nhờ bạn đấy gọi nhờ cho chị Nhung ạ. À. Chị Nhung mới kêu gọi số tiền để hỗ trợ xong này. Vậy là nhờ cái chị kia mà mình thoát khỏi sinh tử. Lúc đó là bỏ thuốc 3 ngày chắc là đau đớn dữ ạ. Thì em thấy là hiện tại giờ tay của anh đang bị gút lại luôn anh. Vâng, co kéo anh. Co kéo lại luôn. Vâng. Bây giờ sinh hoạt thường ngày của anh đã thuyên giảm chưa? Tại vì cái sự việc xảy ra là năm 2019 thì bây giờ anh có thấy là cơ thể mình nó có thay đổi gì không? Nó đỡ đỡ một tí nhưng mà nó cũng co kéo anh ạ. Co Co kéo, kéo. co kéo mồm cả người, Dạ. trơn tay, nó không có sức. Không có sức. Anh quay qua quay lại cho mình nhìn hai bên tay. Cả nhà có thể thấy là cái tay của anh đó là nó bị căng vô luôn. Nó bị co lại, nó căng. Căng luôn. Bên bên đây cũng vậy anh. Hai bên. Là như là y như là mắc một cái vành tai luôn ấy. Này chắc nhìn lại tuổi thân dữ nhờ.
Anh bao nhiêu tuổi rồi anh Sơn? Em sinh năm 91, là năm nay gọi là 91, năm nay là 34 nhỉ. 34 nhỉ. Tầm đó. Một thanh niên mới ba mấy tuổi đã bị một cái gọi là kinh hoàng trong cuộc đời của mình. Thì cái lúc anh bị năm 2019 thì lúc đó hình như là anh mới bước vào tuổi 30, 31 à. Đúng không? Giờ nếu giờ 34 thì lúc đó là mới có 31 tuổi. Vâng. Là mới 31 tuổi đang lao động, đang đi làm. Cũng như là lúc đó mình là trụ cột chính cho gia đình không? Hay là mình chỉ đi cũng, kiếm sống thôi? Em là trụ cột chính gia đình ạ. Vì em đi làm, số em cũng khổ. Đi làm thì vợ con cũng bỏ mình. À, giờ con anh bỏ trước đó rồi. Vâng, nó bỏ trước ạ. Dạ. Coi như là bỏ đi theo bộ thôi, chưa ly hôn. Đợt 2019 là chưa ly hôn. Chưa ly hôn. Ừ. Nhưng mà bây giờ ly hôn rồi em cũng sống, cũng gọi là đeo thân thôi, sống với hai đứa con. Ừ, ly hôn rồi nhưng mà sống hai đứa con. Yeah. Lúc đó là mình phải vừa nuôi lo cho con nhỏ mà mình phải lo cho gia đình này kia nặng gánh hết. Vâng. Rồi xong khi biến cố xảy ra thì lại khó khăn nữa. Vâng. Và cũng rất là cảm ơn cái chị mà Nhung lúc ấy ha. Vâng. Với lại cô cái Nhung, người bạn mà chạy gáp ấy, bạn vâng, làm shipper ấy, thì nhờ bạn đó mà có thể kết nối được với lại chị Nhung. Vâng. Hỗ trợ cho mình lúc chưa 95% cơ thể quá khủng khiếp. Em cũng mong là những khán giả trong kênh của anh này, nếu như không 19 đấy, những cô nào anh chị nào giúp em ấy nhìn thấy thì em cũng gửi lời cảm ơn ạ. Rồi bây giờ mình đâu có làm việc nặng được ha? Không ạ, ở nhà thôi. Nhà. Ừ. Rồi giờ con cái hai đứa cơ thể thì bị biến dạng hoàn toàn luôn. Mấy cái này mình có khắc phục được không ta, như mấy cái lớp da này kia đồ, nếu mà có thể khắc phục thì mình có thể khắc phục không, hay là cái này là em cũng không hiểu rõ được, cái này là nó co kéo này, không biết là có phẫu thuật được không, là không biết được. Vâng. Nó em thấy là nó căng thẳng luôn. Nó kéo này, kéo hai bên cổ là xuống. Mình đâu dám cử động mạnh. Vâng. Em thấy ở trên vùng cao này là rất là nhiều người dân tộc sinh sống, thì anh đây mình là người dân tộc gì anh? Dân tộc Dao ạ. Dao. Vâng. Dạ. Tại đêm qua lỡ đường đi đường nó cũng muộn ấy. Vâng. Xong rồi cũng may mắn là hỏi thăm đường để đi, thì cái đường này thì nó rất là hẹp, không có trên Google Maps luôn, thì vô tình thì được gia đình của anh Sơn cung mang đêm qua. Thì qua thì cũng có ngồi nói chuyện với nhau, thì thấy hoàn cảnh của anh như vậy thì cho nên là em muốn ghi hình để chia sẻ lên cho các khán giả của em được biết về hoàn cảnh của anh Sơn. Thì trước đó chắc là do là hoàn cảnh gia đình mình cũng khó khăn đi làm này kia, cho nên là vợ mới thôi mình hả? Vâng. Rồi sau cái sự việc này xảy ra thì chắc là lại càng không quay lại. Vâng. Em không dám quay gần vô tại vì sợ cái bên cái phần YouTube ấy nó sẽ kiểm duyệt nội dung ấy, tại vì cả nhà thấy chỉ cần nhìn sơ ở bên ngoài như thế này thôi, em không quay gần vô nha. Nhưng mà cả nhà cũng đã thấy là một nửa khuôn mặt của anh nó bị kéo lên, nó bị trùng hết luôn, và phần cổ thì nó căng ra. Cái phần lưng mình có bị gì không anh? Có ạ. Có luôn hả? Vâng. Anh có thể cho em xem được không ạ? Ui, em thấy cái phần bụng mình nó ui rồi cái nhời ơi, vì càng thơm là lưng hết ạ. Dạ, dạ, đây em mấy phần cho phần lưng là phải nói là nó không còn cái gì luôn cả nhà ơi, là nó phỏng hết luôn, cái này là không lành luôn anh. Vâng. Mấy năm trời nó vẫn như vậy. Vâng. Sau khoảng thời gian mà bị khoảng tầm một năm ấy thì nó có nhức dữ lắm không anh? Lúc đấy nó chỉ có vài đồng vút vút. Bút và ngứa. Ngứa. Bây giờ nó vẫn ngứa, nóng mà ngứa. Trời nóng mà ngứa. Không đi làm được gì. Ui, em thấy là anh chảy mồ hôi rất nhiều nữa. Là cái tiếng mồ hôi mình là nó như vậy sau khi mà xảy ra sự việc đó anh? Vâng ạ. Nhưng mà lúc trước anh chưa về em không bao giờ ra mồ hôi ạ. Con người em không ra mồ hôi, bây giờ vì xong là nó cứ ra mồ hôi. Đúng rồi, thấy anh đổ mồ hôi rất nhiều. Ngồi nói chuyện mà anh đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Có cái vấn đề này em muốn hỏi anh nha.
Thì thực sự thì cái dung mạo mình, nếu mình có tuổi thân không anh? Tại nhìn lắm lúc mình nghĩ lại, tự nhiên mình đang thanh niên, mình đang đẹp trai ngời ngợi như bao người, mà tự nhiên cái sự việc đó nó đến với mình, và mình có bao giờ mình buồn, mình khóc không? Có anh ạ. Có không? À, lúc đầu thì cũng buồn, là những bạn bè trước chơi với mình đấy, gặp mình thì không nhận ra mình rồi. Mà những đứa cháu nó gặp mình nó cũng sợ mình. Nó bảo xong rồi trước bác không giống thế, bây giờ bác cũng xấu thế, không phải bác mình nó còn nói thế. Đó là tuổi Mình cũng thân buồn lắm anh. buồn, bạn bè mình cũng xa lánh mình một phần. Nó không nhận ra rồi, kể cả bây giờ mình lên Zalo cũng không, nó không không nhận ra mình. Cái lúc mà anh bị sự việc này thì chắc chắn bạn bè anh phải biết chứ. Có. Có, nhưng mà gặp lại vẫn Không không nhận ra. không nhận ra. Em thấy là nó căng cái môi trên anh rồi, mặt nó lại là, thật sự thì không không nghĩ đến nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà đang xem á, cả nhà thử đi. Một thanh niên 31 tuổi đi làm và bị cái sự cố đó, và hiện tại là 3 năm rồi, sự việc đã xảy ra 3 năm, chắc nó vẫn còn ám ảnh với anh. Có chứ, nhớ đến cái ám ảnh lắm. Mình có biết nguyên nhân vì sao mà tự nhiên nó lại nổ cái bình ga không? Cũng không biết ạ. Em dậy là em đi vô công thì cũng không nghe thấy mùi gì. Bởi vì đi làm này có 2 3 người, nhưng mà có 2 người xuống thôi. Xong là bạn đấy chắc là nó bật ga hay thế nào. Mình không hiểu lý do Mình là không sao bị hiểu. xì ga ha, Vâng. mà mình cũng không nghe được cái mùi ga luôn. Không nghe được. Rồi 95% cái lúc này điều trị chắc cũng tốn tiền dữ hả? Vâng. Mà cũng không có tiền để trả chữa trị. May mà chủ kia nó chữa được 2 3 ngày nó bỏ. May mà có bạn đấy nhờ được cô Nhung ấy. Vâng, người ta thường gọi là công chúa thuốc lào ấy. Đấy, nhờ được cô đấy mới kêu gọi tiền để hỗ trợ. Không thì em cũng không sống được ngày hôm nay đâu. Cũng gửi lời đến tham nhớ đến cô Nhung, là đến những khán giả đã ủng hộ giúp đỡ em. Thì anh Sơn có lời gửi đến cô Nhung, công chúa thuốc lào. Vì nếu mà không có sự ra tay giúp đỡ của cô Nhung vào lúc đó thì chắc lẽ là không không còn ngồi Không đây nói còn chuyện ở bây đây. giờ đâu. Vì cái bên phía mà chủ đã bỏ rồi, tốn tiền quá nên ta bỏ rồi. Rồi còn phía gia đình của anh Sơn thì không có điều kiện, cho nên là hầu như là không có thể nào chạy chữa được. 3 ngày bỏ cử luôn, không có điều trị trong 3 ngày, không thuốc không gì luôn. Thì may mắn thay là một cái anh shipper bạn của anh Sơn đã kêu gọi và gặp được chị Nhung. Thì sau đó thì chị Nhung đã giúp đỡ. Bây giờ sinh hoạt của anh bình thường có cái gì khó khăn không? Vẫn khó khăn là đi lại nó co kéo, vẫn khó khăn đi. Có kéo. Những cái vấn đề đó mình có thể khắc phục, bác sĩ có nói là sẽ khắc phục hay gì được không anh? Bác sĩ bảo là nếu có điều kiện thì đi phẫu thuật lại. Phẫu thuật lại. Ủa, chắc tốn tiền nhỉ? Tốn tiền mình là khó khăn nữa. Chắc là không có tiền để đi làm. Khổ Mình quá. có hỏi người ta ước chừng là bao nhiêu tiền không? Cái này bác sĩ không nói cho mình biết được. Không nói biết được, nhưng mà có thể phẫu thuật được. Cái này cũng không biết được, cũng phải hỏi. Đúng rồi. Bây giờ mình chỉ cầu mong thôi. Vâng, Cầu trước mong em có một cái xuống. dịp may đó, hoặc là một ai đó giúp đỡ, ra tay giúp đỡ mình, để mình có tiền mình phẫu thuật. Vâng, cái này cũng nhờ vào các chú các bác và các anh chị trong nước và ngoài nước nhìn thấy video này thì có tấm lòng vàng thì ủng hộ em để em có khuôn mặt để tốt tốt một tí ạ. Chứ nhiều lắm lúc mình cũng buồn. Buồn lắm anh. Có bao giờ tự mình soi gương lại mình và mình nghĩ lại cái khuôn mặt cũ của mình lúc xưa không anh? Có chứ. Có. Tại vì thật sự luôn á, đối với em nha, em đặt từng trường hợp của em trong anh, thật sự buồn lắm luôn á cả nhà. Nếu mà cả nhà thử thử nghĩ mình đang là cái tuổi lao động, một cái tuổi đi lo cho gia đình, mà mình cũng như bao người tự nhiên đùng một cái mình bị thay đổi tất cả luôn. Vợ thì bỏ, giờ phải nuôi thêm 2 đứa con nữa,
Bây giờ chắc là ba mẹ là phải đi làm để cái mà lo. Vâng. Ngày xưa thì em ở riêng, từ lúc em bị tai nạn thì về thì bố mẹ gọi về nhà ở chung, đấy, bố mẹ nấu cơm cho ăn. Là hoàn cảnh khá là khó khăn mà rất là thương anh luôn khi mà chứng kiến hình ảnh của anh như thế này. Thì cũng nhờ gia đình của anh hôm qua cưu mang cho nên là hôm nay cũng mới có cái dịp nói chuyện với anh. Em thì người trong xuôi ra cho nên có thể là khi mà em trò chuyện với anh đó cả nhà thì chắc là có lẽ là nhanh cho nên là em nghĩ là có anh sẽ nghe không kịp. Anh có nghe kịp em nói Nghe được nhưng mà có lúc thì không không nói được. không? À đó thì sẽ có những lúc anh nghe không kịp cho nên là cái phần giao tiếp với lại người dân ở ngoài đây á cả nhà thì chắc có lẽ là nó hơi không được tốt cho lắm, nhưng mà em hy vọng là cả nhà của em xem được thì lan tỏa video này để cho nhiều người biết đến hoàn cảnh của anh Sơn nha. Hiện tại thì anh Sơn cũng rất là buồn về cái dung mạo của mình bị bạn bè này kia đồ cũng xa lánh. Vâng. Chắc là mấy năm nay thì chắc là Bao năm anh nay rất em không bao giờ đi đi đâu chơi được rồi. không không chơi không ra đường Vâng. luôn. Chỉ quây quẩn trong nhà Vâng. thôi. Rất là xúc động luôn. Thì em cũng không biết nói gì hơn thì chắc là em cũng xin phép là em dừng video này tại đây. Hy vọng là video này sẽ lan tỏa được rộng hơn và sẽ có một cái dịp may hay một cái may mắn gì đó giúp cho anh có thể mà phẫu thuật lại cái phần da của mình. Vâng. Vậy thôi em xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà mình trong các video sau ạ. Em cũng gửi lời đến video của anh ạ. Mà chúc khán giả trong video của anh luôn có một ngày vui vẻ, tốt đẹp ạ. Xin chào. Cảm ơn Tạm anh biệt Sơn. nha. Dạ, rồi chào cả nhà.